Xin chào mọi người, chúc mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ. Và trong video hôm nay, mình sẽ không làm một design hay giới thiệu một sản phẩm mới nào hết, mà chỉ là mình muốn hướng dẫn cho mọi người một cách làm refill móng nhanh nhất và đẹp nhất cùng với sản phẩm đã quá quen thuộc và được mọi người rất yêu thích của Cryptio, đó chính là em Sbip Builder Gel. Vì sản phẩm Sbip Builder Gel này được thiết kế như một chai sơn gel bình thường nên mọi người hay dùng em nó để làm lớp bay, lớp nền liên kết là chính mà quên mất rằng em nó có rất nhiều công dụng. Đặc biệt là em nó vô cùng hữu ích khi làm refill lại một bộ móng đã cũ. Khi khách hàng mang đến cho mình những bộ móng đã mọc dài rồi nhưng form vẫn còn ổn, móng vẫn còn khá chắc, thì thay vì chúng ta phá đi làm lại bộ mới, hoặc chúng ta phải đắp thêm gel cho dày móng lên, khá là mất thời gian, thì mình sẽ dùng em Sbip Builder Gel này để đắp dày và chắc móng lên nhé. Mọi người hãy cùng theo dõi mình làm trực tiếp trên tay mình nhé. Và vì em Sbip Builder Gel này được thiết kế như một chai sơn gel bình thường nên càng giúp chúng ta thao tác nhanh và tiện. Chỗ nào cần dày thì mình thả gel nhiều hơn, chỗ nào muốn mỏng thì mình chỉ quét nhẹ như quét sơn thôi. Còn độ cứng và bền thì khỏi phải bàn, mình cam đoan cho mọi người là cứng chắc và bền đến khi mọi người thay bộ móng mới. Thêm một ưu điểm nữa cho em Sbip Builder Gel này, đó chính là em nó có tất cả 13 màu, bao gồm một màu clear và 12 màu còn lại là màu nude đủ các tông. Với những khách hàng họ yêu thích sự tự nhiên thì mọi người có thể dùng một trong 12 màu nude này để đắp refill lại và đồng thời là có luôn một màu nude siêu yêu trên tay của khách, mình khỏi phải sơn màu nữa. Đắp xong phủ top là vô cùng đẹp rồi. Mọi người hãy tham khảo và thử làm theo cách này của mình nhé.